Bão nhiệt đới Chami đã đổ bộ vào đảo chính Luzon của Philippines, gây ngập lụt nặng và khiến ít nhất là 24 người thiệt mạng. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Philippines, tính đến 8 giờ sáng nay ngày 24 tháng 10 theo giờ địa phương, bão Chami với sức gió tối đa duy trì ở mức là 95 km/h và gió giật lên tới 160 km/h đã di chuyển về phía tây qua tỉnh Isabela hướng tới Biển Đông. Trường học và cơ quan công vụ trên toàn bộ đảo chính Luzon, nơi cơn bão đổ bộ, đã được lệnh đóng cửa trong ngày thứ hai liên tiếp để ứng phó với thảm họa. 24 người đã thiệt mạng, chủ yếu là do đuối nước. Nhà chức trách cho biết số người thiệt mạng dự báo sẽ gia tăng khi các thị trấn và làng mạc bị cô lập do lũ lụt và đường xá bị phong tỏa do lở đất và cây đổ. Trong báo cáo tình hình của Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thảm họa quốc gia Philippines, hơn 2 triệu người trên khắp đất nước đã bị ảnh hưởng bởi cơn thịnh nộ của Chami. Khoảng hơn 163.000 người vẫn đang ở trong các trung tâm sơ tán. Chính quyền Philippines đang phải vật lộn để tiếp cận một số địa điểm, đặc biệt là ở Bicol. Lũ lụt nghiêm trọng đã cản trở nỗ lực cứu hộ những người đang bị ảnh hưởng nặng nề.